lạnh, hai đứa chung chăn truyền nhau chung điếu thuốc. Anh chịu cho tôi sống sang mình nhà mình, nhưng cũng đôi khi mình mơ mộng một đêm nằm tưởng tình thơ ngày đã qua, lòng buồn nhiều hơn vui, nên lần đi phép tuần này gặp đã 4 năm rồi, hai đứa tôi thương vì chung nhau chi. Kể anh nghe cũng vào mùa sầu riêng, buông bút buông nghiêng rời xa tôi ngọc ngà, bỏ quên người yêu vào đêm không anh sao mà không ngờ chiếm bao. Nên mùa chia cách cũng là mùa sầu riêng. Mình audio quay trở lại với video lần này, em xin test cặp loa Autix 605A, ủ loa zin tuyệt đối đồng trục như trước mắt vị đây ạ. Củ loa bát có đường kính là 40 cm. Đôi ta xanh bước trong vườn sầu riêng xưa, anh ơi mùa sầu riêng đã chín. Củ loa bát này có đường kính là 40 cm, kèm nhưng đồng trục xếp mà người trái chưa trả lại. Đêm vắng gần xếp viền đỏ có phủ keo mềm nhé quý vị nhé. Đây là một cặp loa tuyệt vời cực kỳ hay với dòng nhạc vàng. Hiện tại là em mới đang ghép là với âm ly bình thường thôi, nếu mà quý vị chơi thì quý vị có thể ghép với âm ly đèn, âm ly bán dẫn, vài watt xuất âm tụ hoặc xuất âm biên thế. Còn âm ly đèn thì chỉ cần âm ly vài watt thôi là đã có thể khai thác được cặp loa này rồi. Cặp loa này có độ nhạy rất là cao, không ăn công suất và chất âm rất là nhẹ nhàng, âm rộng, âm hình rộng. Nghe các cái dòng nhạc vàng, nhạc trữ tình, bolero hoặc là nhạc voi, voi country, nhạc đồng quê hoặc là nhạc tiết tấu, nhạc cụ cũng rất là hay. Cặp loa này được ship trực tiếp từ Mỹ về, hiện tại còn rất là mới nhé quý vị nhé. Thì cặp loa này em đã có khách chốt ngoài Hà Nội lấy rồi. Đây thì rất là hiếm, ít khi về để em thực hiện cái video test này. Số lượng hàng những cặp như này thì bên cửa hàng của Minh Audio Sài Gòn thì bên em về rất là nhiều, để em có test gửi test video này. Thì anh em nào quan tâm hoặc là đang muốn sở hữu, đang tìm tòi cái cặp loa này thì có thể liên hệ Zalo 0946101332 để đặt hàng và liên hệ cho em hoặc là tư vấn trao đổi kinh nghiệm. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.